Ok, tiếp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm cái bài toán bắt lỗi login ha, username password này. Thì có những cái thứ gì ở đây là cô comment hết nha. Ok không ạ? Cô sẽ comment hết những cái này nhé. Đấy, để các bạn đỡ rồi. Cái enter này thực ra cũng chả cần comment, đúng không? Đấy. Cái này cô cũng comment hết để các bạn đỡ rồi ha. Đấy. Đây. Bây giờ cô sẽ có bỏ qua cái thằng enter này đi ha. Bây giờ cô có hai cái button ha. À, hai cái control, một cái là username này, một cái password. Bây giờ cô muốn login, khi login á thì cái username phải nhập rồi và password phải nhập rồi. Thì cô sẽ bắt lỗi, thứ nhất là lỗi bắt lỗi trống ha, bắt lỗi trống. Thì đây cô viết ở đây nhé. Cô viết ở đây này là validation form ha. Tức là validation form là gì? Là cái việc mà mình sẽ phải xử lý những cái tình huống không hợp lệ trước khi mình nhấn submit, mình nhấn dữ liệu, gửi dữ liệu đi. Thì là dữ liệu nó phải hoàn toàn hợp lệ đã thì mình gọi nó là validation ha các bạn. Rồi, thì trường hợp này đầu tiên là tôi sẽ phải bắt là username phải trống và password phải trống ha các bạn. Đó. Thì đầu tiên mình viết khi tôi click chuột thì hai ông này phải trống, click chuột vào đây này thì hai ông này bắt lỗi. Bởi vậy cho nên tôi sẽ bắt cái sự kiện là on click vào cái nút login này nè. Thì trong login này cô có nhiều cách xử lý ha. Đấy, một là các bạn bắt sự kiện là sự kiện on click ở đây đó, rồi gọi hàm, viết hàm rất đơn giản đúng không ạ. Đấy, hai là các bạn cũng viết hàm nhé. Bây giờ nhìn này, đầu tiên tôi viết cái hàm đã, rồi tôi tính, tôi bắt sự kiện sau ha. Tôi viết một cái function. Viết hàm thì chuẩn tắc nhất thì vẫn là cái có chữ function ở trước. Tức là các bạn để hàm này ở đâu các bạn cũng gọi được, gọi trước gọi sau gì cũng ok hết nhé. Nhưng mà các bạn mà khai bỏ biến á, phải là khai bỏ biến trước xong mới gọi sau. Còn với cái chữ function này, cái hàm thay khai bỏ kiểu này các bạn đặt ở đâu cũng được ha. Các bạn coi cái hướng dẫn trước của cô á. Cô không nói nữa. Thì cái chỗ function này tôi đặt sẽ là f valid, hoặc là các bạn đặt là valid form ha. Đấy, valid form hoặc là bắt lỗi gì đó tùy các bạn ha. Rồi. Ở đây thì cô sẽ phải lấy được cái giá trị của anh này. À, thì cô sẽ đặt là let thẻ ha, tag cái thẻ của cô hoặc là cái đối tượng của cô á, object. Các bạn có thể gọi là element hoặc object đều được á, đối tượng đều được, element thẻ đều được hết á. Tại vì bản chất thẻ nó cũng là một đối tượng ha các bạn. Đấy, mà thẻ thì các bạn thường gọi là tag hoặc element gì đấy, tùy người đặt. Thì cô gọi là object là element đi. Username gán bằng. Để chờ cô admit các bạn vào cái nha. Tại vì các bạn muốn vào thì cô admit các bạn vào cái. Rồi ok, chào các bạn ha. Mình tiếp tục nhé. Kệ không sao. Lâu lâu vô ra ra vậy cho đỡ buồn ha. Rồi cô sẽ lấy nhiều cách, khi nãy cô nói có thể lấy theo ID này. Cô lấy theo tên này ha. Document.getElementById. Đấy, cái này thì không có dấu thăng nha. Đấy, nếu mà để là get query selector thì ID phải có dấu thăng. Còn get element by ID thì các bạn không có dấu thăng đằng trước này đâu ha. Rồi, sau đây tôi sẽ kiểm tra này các bạn. Nếu có nhiều cách kiểm tra nhá. Element username chấm value. Phải lấy giá trị đã ha. Chấm len độ dài của nó mà bằng bằng không, hoặc là không để len thì là bằng bằng nháy. Ok, nhiều bàn kỹ hơn nữa, tức là cắt hết cái dấu cách thì để trim. Khi hàm trim là hàm cắt hết dấu cách phía trước và phía sau của chuỗi, tránh trường hợp là nhiều bạn vào đây gõ này, cách như này này, nó cũng tính không tính nha, nó cắt hết đó các bạn, nó cắt hết. Đó. Thì cái hàm trim là cắt hết này các bạn. Đó. Nếu cái này mà bằng bằng nháy
tức là không có gì á. Đó thì tôi sẽ bật ra một thông báo alert. Alert là yêu cầu nhập username. Okay. Rồi xong các bạn đưa lại con trỏ vào đó, đưa lại con trỏ vào đúng cái chỗ này cho cô. Tôi gõ xong rồi, xong rồi nó bật ra thông báo cái nó phải đưa lại con trỏ, nếu lỗi đưa lại con trỏ vào. Thì để đưa lại con trỏ thì các bạn đưa cái focus, focus giống như nãy các bạn đó, chấm focus. Ok được chưa? Rồi nhìn nào, tôi gọi ở đâu, giả sử tôi bắt anh đi trước đi ha, một anh trước đi, tôi gọi nó ở cái viết, giả sử cái hàm này viết xong rồi ha, chưa xong đâu, mới được một cái à, tí nữa mình bổ sung thêm. Giả sử cái hàm này viết xong rồi thì mình tích hợp này, mình viết cái sự kiện như thế nào, có một cách là mình viết on click ở đây bằng, gọi cái hàm này là xong đấy là ok, thực hiện được nha. Click chuột cái chưa nhập, yêu cầu nhập, nó đưa con trỏ vào đây luôn. Cái focus là nó đưa cái dòng ngoài này này là đưa con trỏ vào cái đối tượng này nè. Đấy. Đưa con trỏ vào đối tượng ha, vào input, vào thẻ, vào cái username, vào thẻ username, vào input ha, vào đối tượng ha. Đấy, đưa con trỏ vào đối tượng, đấy. Báo lỗi. Báo lỗi cái thì nó sẽ đưa con trỏ vào đây luôn. Ok không ạ? Đấy, báo lỗi cái nó đưa con trỏ vào. Ok, bạn nào nhắn cái gì cô ạ? À? Các bạn nói đi ạ, để cô đỡ bật sáng. À, ok. À, có coi lại nhá. Em có thể hỏi ha. Em có thể hỏi. Cô đỡ phải bật sang cô đọc ha. Hoặc nhờ bạn khác nhắc cho cô cái. Ok, các bạn có thể mở mic nói bình thường, hỏi bình thường nhá. Đừng có ngại ha. Cô không ngại đâu. Ok. Rồi có cách thứ hai này, mình không không nạp ở đây. Mình không 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 có khai báo sự kiện ở đây. Mình có thể viết ở đây các bạn. Mình bắt này là mình lấy được cái đối tượng button này. Document.query selector button. Button. Ok. Rồi. Chấm add event listener. Rồi. Cái hàm add event listener này là add, tức là listener là lắng nghe cái sự kiện á, mà mình add vào cái đúng cái đối tượng này nè. Thì sự kiện gì? Sự kiện là click. Bây giờ bỏ chữ on đi, còn chữ click. Và hàm của mình là hàm valid form. Là xong. Nó cũng tương đương. Nó cũng tương đương. Thấy chưa? Nó tương đương. Vậy thì để nạp cái sự kiện thì mình viết thêm cái dòng này vô. Đấy, mình enter xuống dòng nhưng nó vẫn là một câu lệnh nhá. Cô enter xuống dòng các bạn nhìn thôi. Mình lấy được cái đối tượng đó này. Xong mình gọi cái hàm là add event listener này. Mình nạp cái sự kiện, muốn sự kiện gì. Nó giống sự kiện phía trên này. Nhưng nó bỏ chữ on thôi. Ví dụ key up thôi, key down thôi, không có chữ on. Giống on click thì đây chỉ có click thôi. Và đấy cái hàm để xử lý này. Cái này được gọi là event handle. Thay vì mình để trên này, mình để dưới này. Ở dưới này nó dài hơn xíu. Ở trên này viết thì nó ngắn hơn, nhưng các bạn có thể quản lý ở trong JavaScript. Và đây là một cách khác, cô các bạn muốn thích dùng cái gì các bạn dùng, không quan trọng. Các bạn muốn dùng cái trên cũng được, muốn cách khi nãy cũng được, cách này cũng được, không quan trọng nhé. Cô chỉ muốn là giới thiệu các bạn có hai cách như thế thôi nhá, chứ không phải là dùng cái nào hơn cái nào, nhưng cái nào cũng được. Ok, không vấn đề. Rồi à, khi nãy một bạn vào nhá, để cô add bạn vô ha. Đấy. Lâu lâu add các bạn vô cho đỡ buồn ha. Ok. Rồi tiếp nha. Vậy là cô vừa bắt lỗi username. Bây giờ để bắt lỗi password thì cô sẽ tương tự như thế, cô copy thôi. Đây các bạn thấy nó giống nhau nè. Cô copy. Thay cái này bằng username thì cô thay bằng cái password đúng không? Đấy. Cái này cũng thế, thế password luôn. Cô đổi luôn. Đấy, cái này cũng vậy ha. Value yêu cầu nhập password. Rồi, focus. Rồi, các bạn thử đi ha, login. Đây,
yêu cầu nhập username rồi yêu cầu nhập password luôn. Được. Nó sẽ nhảy hai lần, nó sẽ nhảy hai lần, nó chưa kịp dừng anh này nó nhảy tiếp anh này rồi. Cho nên ở đây tôi sẽ gợi ý các bạn một cái cách xử lý là ở đây là khi gặp lỗi các bạn return luôn. Rồi ở đây gặp cái lỗi return luôn, khỏi nói nhiều, return luôn. Rồi giải thích nè, cái hàm cái câu lệnh return nó để làm gì các bạn? Cái câu lệnh return nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa là khi gặp return lập tức nó sẽ bỏ qua những câu lệnh sau return và nó thoát khỏi hàm luôn. Nhớ là return thoát khỏi hàm, break thì thoát khỏi vòng lặp, còn return là thoát khỏi hàm nha. Đó, nó có một ý nghĩa. Và ý nghĩa thứ hai nữa là nó trả về giá trị tại lời gọi hàm. Ví dụ trả về số 1 ở đây, thì khi nó thoát ra đồng thời nó trả lại số 1 cho các bạn luôn, tại lời gọi hàm luôn. Nhưng mà mình không cần trả về, cho nên là mình để return đủ rồi. Cho nên tôi để return đi được rồi ha. Nó khác ngay nè, nhấn ok cái, nhập username, forgot rồi dừng. Nhập xong rồi thì nó mới nhảy sang nó yêu cầu nhập password. Ok ạ. Sau đấy, ủa cô nhập cái gì, nó nhảy luôn vậy. Ok, nhấn cái enter gì mà nó nhảy luôn ta. À, mình thiếu câu lệnh if ở đây, sorry mọi người. On key up cái nó nhảy luôn. Xóa chỗ này nha, cái này thiếu câu lệnh if. Rồi, được chưa ạ? Thì đó là bắt lỗi trống ha. Cái mà dễ nhất là bắt lỗi trống các bạn, là khỏi phải suy nghĩ. Ok. Rồi một cái bắt lỗi thứ hai là bắt lỗi username tối thiểu nó phải là 8 ký tự. À không cần ha. Nó phải là chữ, nó phải là số, nó không được ký tự đặc biệt. Nó không được dấu cách trong username, ví dụ như thế. Hoặc là nó là một email thì nó phải đúng định dạng email. Thì khi bắt lỗi cái này các bạn phải dùng là regular expression ha. Đấy, cái này nó là một cái bài rất là dài. Dài lắm, bữa nào rảnh cô sẽ nói thêm cái bài này. Đấy, nhưng mà khi thi chắc là cũng không cho khó vậy đâu. Nếu yêu cầu password tối thiểu phải 8 ký tự thì các bạn sẽ bắt tiếp phía dưới cái password này. Các bạn if tối thiểu phải 8 ký tự đúng không? If password.value chấm len đúng không ạ? Value chấm len. Nếu cái độ dài của nó mà nhỏ hơn 8 ký tự thì bật ra thông báo lỗi thế thôi. Và return copy xuống cho cô xong. Rất đơn giản. Password. Bỏ chữ E này đi nha. Password phải lớn hơn, phải ít nhất 8 ký tự. Thế thôi. Rồi gõ. Chưa bắt cái này, tức là cho các bạn không đến nỗi khó đâu. 1, 2, 3. Nó sẽ báo là password ít nhất 8 ký tự. Đấy ạ. Không nhập gì cả thì nó báo là phải yêu cầu nhập password. Rồi nhập vô thì yêu cầu là ít nhất 8 ký tự. Rồi nó focus vào. Ok chưa ạ? Tức là các bạn yêu cầu gì các bạn bắt lỗi cái đó, nhưng mà đề không quá khó để các bạn khi nào mà học đến cái xử lý cái regular expression cô sẽ nói, tại vì đó là một cái bài dài lắm. Ok nha, tương đối dài đấy, rất là nhiều thứ để nói cho nên nói hôm nay nó dài lắm. Rồi cô sẽ gợi ý các bạn một cái nữa, nếu các bạn muốn cái lỗi nó không phải hiển thị ở đây, không phải bật ra alert mà muốn là cái hiển thị phía dưới, thì cô chỉ ra một cái mẹo. Nghĩa là ở dưới cái thẻ P này các bạn để cho cô một cái thẻ diff. Đấy, lỗi ở đây này. Đấy. Thì nó sẽ báo lỗi ở đây này các bạn, báo lỗi ở dưới. Hoặc là để trong thẻ P cũng được. Để trong thẻ P luôn thì nó khỏi phải xuống dòng ha. Đấy. Hoặc là để bên cạnh thẻ thẻ gì đó, thẻ span đi ha. Thẻ span lỗi ở đây. Thì nó sẽ nằm ở bên phải, nó báo lỗi bên phải ha. Cái thẻ span ấy, thẻ span là thẻ không xuống dòng, thẻ P là thẻ xuống dòng, thẻ H là thẻ xuống dòng, thẻ deep là thẻ khối, còn còn cái span là nó không xuống dòng, cho nên là nó hiển thị ở đấy luôn.
Ok, tôi làm span cho vui nha các bạn. Rồi, vậy thì span các bạn đặt cho cô một cái ID ha. Cái class là error ha. Error. Đó, class error. Và đồng thời đặt cho nó một cái ID là error của anh gì đấy, username. Rồi có copy cái anh này, cô thả xuống đây. Thay cái này, cái class để giống nhau nha. Thay cái này là error của password thôi, tại vì hai cái này bảo lỗi khác nhau. Đấy, một cái mẹo nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Rồi thêm cho cô một cái set s vào đấy, chấm error này nè, để cái color red ha, thường màu đỏ. Màu đỏ đại diện cho lỗi đúng không? Red, thường cô gái mặc áo đỏ là thường rất là nguy hiểm đúng không? Đấy. Rồi có cái phong weight đúng không? Phong weight để bold đấy ha, để đậm. Đã đỏ xong còn đậm nữa, nguy hiểm quá. Rồi, ở đây các bạn thay vì alert cho các bạn. Đấy, comment nó lại nha. Chỉ cần comment thôi. Thay vì các bạn alert thì các bạn thêm cho cô thông báo lỗi. Document.query selector. Đưa cái ID nó vô. Đưa ID vào ha. Chấm inner text dùng ha. Inner text hoặc inner HTML tùy ha. Text, nhiều bạn hỏi cô inner text khác inner HTML là cái gì? Đây, yêu cầu nhập, cô copy luôn cái chuỗi này vô ha. Thả vào đây thôi. Rồi, chạy thử nè. Lỗi ngay. Ok chưa? Rồi, muốn mà nó hết lỗi, nhấn nó hết lỗi thì phải clear nó đi thôi. Vậy mình sẽ clear nó ở đây. Hết lỗi rồi thì clear bằng nháy. Đấy, chạy nha. Rồi, lỗi, gõ hết lỗi, clear. Được chưa? Rồi, anh dưới này tương tự. Anh dưới này tương tự. Cái này là C. Các bạn cũng comment nó lại. Error password ha các bạn. Đó, inner text bằng để cái nháy này đây. Quá dễ đúng không? Đấy, thế thôi. Rồi, không thích nó nữa thì khi nó hết lỗi thì clear text đi thôi. Tức là dưới cái đây, cái này là một khối này. Đây. Nếu lỗi thì bảo lỗi. Comment anh này lại nha. Đây. Còn nếu nó không rơi vào đây thì đương nhiên nó sẽ clear luôn cái dòng này. Thấy không? Nghĩa là nó không có rơi vào chỗ này thì chỗ này nó sẽ gán ngược lại bằng trắng. Nghĩa là không lỗi thì nó xóa cái dòng báo lỗi ra. Đấy, tương tự tôi xóa luôn cái dòng báo lỗi anh này. Ok. Đấy, tôi copy dòng này nha. Đây, comment anh này đi. Rồi, cái này phải bật ra là password phải ít nhất 8 ký tự. Phải ít nhất 8 ký tự, đúng không? Ok. Rồi, test thử ha các bạn. Bảo lỗi, gõ pa pa pa. Hết lỗi, lại lỗi nữa. 111. Vẫn lỗi khác thôi. Và 4, đó, hết lỗi. Ok chưa? Thì đây là cách mà thông báo lỗi là xuất hiện ra cái dòng thông báo thì nó đỡ phải alert để các bạn đỡ phải nhấn click chuột ấy, nhớ là đỡ phải đóng đóng cái form lại, đóng cái thông báo lại. Ok không ạ? Đấy. Ok, vậy là cô vừa xong cái phần validation form nhé. Nó tương đối dễ ha. Đăng cho các bạn cái dễ thì thi cũng dễ thôi, thi không có khó đánh đố các bạn đâu. Như thế này là đã ok rồi ha. Có thay đổi chút xíu thôi ha. Rồi ok.
dừng xíu.